Xin kính chào các em. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em các cái bài tập chương 1. Thì trước tiên là cái bài tập 1.1 nè. Cho ba biến cố A, B và C. Hãy viết thành biểu thức theo A, B và C các biến cố sau. Câu A: cả A, B và C đều xảy ra. Câu B: ít nhất một trong các biến cố A, B hoặc C xảy ra. Câu C: chỉ có A xảy ra. Và câu D: chỉ có một trong ba biến cố A, B hoặc C xảy ra. Là giải chỗ câu A nè. Thì cái biến cố A, B và C đều xảy ra, có nghĩa là biến cố giao của A, B, C. Không? Tức là mình sẽ viết cái A, B, C viết liền như thế này là được ha. Và ở chỗ câu B đó thì có ít nhất một trong các biến cố A, B hoặc C xảy ra, thì nó chính là biến cố A hợp B hợp C, A hợp B hợp C nha các em. Ở câu C thì nó hỏi là chỉ có biến cố A xảy ra, có nghĩa là A xảy ra và B, C không xảy ra, B không xảy ra và C không xảy ra. Đấy. Vậy thì ở câu C đó là biến cố A giao với B ngang, giao với C ngang. Phải không? Thì xin nhắc thêm là ở chỗ câu B đó thì mình có thể viết là A cộng B cộng C ha, tức là cái dấu cộng này có thể thay cho cái dấu hợp nè. Còn ở câu D đó, ở câu D thì chỉ có một trong ba biến cố A hoặc B hoặc C xảy ra, có nghĩa là A xảy ra, B, C không xảy ra, hoặc là A không xảy ra, B xảy ra và C không xảy ra, hoặc là A, B không xảy ra, A không xảy ra, B không xảy ra, ngoài C thì xảy ra. Tức là chỉ có một trong ba biến cố A, B hoặc C xảy ra. Đó là cái câu 1.1, cái đề 1.1. Tiếp theo là thầy hướng dẫn giải câu bài cái bài tập 1.2. Thì kiểm tra lần lượt 4 sản phẩm. Mỗi sản phẩm thuộc trong hai loại chính phẩm hoặc phế phẩm. Mình sẽ đặt AK là biến cố sản phẩm được kiểm tra lần thứ K là phế phẩm. Ở đây K bằng 1, 2, 3, 4. Hãy biểu diễn các biến cố sau đây theo các biến cố AK. Câu A: cả 4 sản phẩm đều là phế phẩm. Câu B: cả 4 sản phẩm đều là chính phẩm. Câu C: có ít nhất một sản phẩm là phế phẩm. Và câu D: chỉ có một chính phẩm. Thì để giải bài này thì mình cũng giải giống cái câu cái đề 1.1 các em. Tức là ở đây thì mình có thể gọi thêm biến cố, chẳng hạn như ở câu A thì mình gọi biến cố A là biến cố cả 4 sản phẩm lấy ra đều là phế phẩm. Đúng không? Thì ở đây mình đặt AK là biến cố sản phẩm kiểm tra lần thứ K là phế phẩm ha. Vậy thì cả 4 sản phẩm lấy ra đều là phế phẩm, có nghĩa là sản phẩm lấy ra lần thứ nhất phế phẩm, sản phẩm lấy ra lần thứ hai phế phẩm, rồi lần thứ ba cũng phế phẩm, lần thứ tư cũng phế phẩm. Có nghĩa là các biến cố A1, A2, A3, A4 cùng xảy ra đúng không? Đấy, cho nên là chỗ câu A này thì cái biến cố A mình sẽ biểu diễn là A1 giao với A2, giao với A3, giao với A4. Còn ở câu B thì mình sẽ gọi B là biến cố cả 4 sản phẩm đều là chính phẩm ha. Đấy, thì có nghĩa là sản phẩm lấy ra lần thứ nhất là chính phẩm. Mà sản phẩm lấy ra là thứ nhất là chính phẩm thì ở đây mình sẽ biểu diễn là A1 ngang. Không? A1 ngang. Đấy, như vậy thì A1 ngang xảy ra và A2 ngang xảy ra và A3 ngang xảy ra và A4 ngang cũng xảy ra. Đấy, vậy thì biến cố B nó sẽ là gì? A1 ngang giao với A2 ngang giao với A3 ngang giao với A4 ngang. Và câu C thì mình sẽ gọi C là biến cố này luôn, có ít nhất một sản phẩm là phế phẩm. Như vậy thì cái biến cố C nó chính là biến cố hợp của A1, A2, A3 và A4, hợp của bốn biến cố này. Tức là biến cố A1 hợp A2 hợp A3 hợp A4 nó chính là biến cố có ít nhất một trong bốn biến cố này xảy ra, có nghĩa là có ít nhất một sản phẩm lấy ra là phế phẩm, tức là có từ một sản phẩm trở lên lấy ra là phế phẩm.
Tương tự câu D thì mình gọi D là biến cố chỉ có một chính phẩm. Đấy, chỉ có một chính phẩm có nghĩa là cái chính phẩm này đó là nó xảy ra ở lần lấy thứ nhất, hoặc lần lấy thứ hai, hoặc lần lấy thứ ba, hoặc lần lấy thứ tư. Đúng chưa? Mà chính phẩm lấy ra lần thứ nhất có nghĩa là A1 ngang. Còn mấy sản phẩm kia là phế phẩm thì mình sẽ viết là A2, A3, A4, thấy không? Như vậy thì biến cố D nó sẽ là tổng của bốn cái nhóm biến cố như thế này. Đấy, đây là câu 1.2. Ở cái bài tập 1.3 có 3 bình, mỗi bình chứa một số viên bi xanh và viên bi đỏ. Từ mỗi bình lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Ở đây mình đặt xi là biến cố lấy được viên bi xanh từ cái bình thứ y, y bằng 1, 2, 3. À, thì hãy biểu diễn các biến cố sau đây thông qua các biến cố xi. Câu A lấy được 3 viên bi cùng màu. Câu B lấy được 2 viên bi xanh. Và câu C lấy được ít nhất một viên bi đỏ. Như vậy thì khi mà mình đặt tên biến cố như thế này đó, thấy không? Thì em thấy đây là xi nè, lấy được viên bi xanh từ bình thứ y. Vậy thì ở đây mình sẽ có 3 biến cố x1, x2, x3. X1 có nghĩa là viên bi lấy ra từ bình thứ 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 nhất là xanh. X2 có nghĩa là viên bi lấy ra từ bình thứ hai xanh. Và x3 có nghĩa là viên bi lấy ra từ bình thứ thứ ba xanh. Vậy thì mình muốn nói là cái viên bi lấy ra từ bình thứ nhất là màu đỏ thì mình sẽ ghi là x1 ngang, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây là câu A là lấy được 3 viên bi cùng màu, có nghĩa là 3 viên bi cùng màu xanh hết hoặc là cùng màu đỏ hết, đúng không? Có nghĩa là các cái x1, x2, x3 cùng xảy ra, hoặc là x1 ngang, x2 ngang, x3 ngang cùng xảy ra. Đấy, vậy thì ở câu A thì mình sẽ có biến cố A là lấy được 3 viên bi cùng màu, nó là tổng của hai cái nhóm x1, x2, x3 và x1 ngang, x2, 3, x2 ngang, x3 ngang. Ở câu B đó thì mình gọi B là biến cố là lấy được hai viên bi xanh. Hai viên bi xanh có nghĩa là có đúng hai viên bi xanh và một bi đỏ, hay không? Thì em thấy ở trên đây nếu mà mình gạch đầu có nghĩa là đỏ, còn không gạch đầu là nó xanh, không? Đó. Vậy thì cái có thể là viên bi lấy ra từ bình thứ nhất, bình thứ hai xanh, à, còn viên bi lấy từ bình thứ ba màu đỏ, hoặc là viên bi lấy ra từ bình thứ hai xanh, hai viên bi lấy từ hai bình kia là màu đỏ. À, xin lỗi, hai viên bi lấy ra từ hai bình kia là màu xanh, còn viên bi lấy ra từ bình thứ hai màu đỏ. Thì mình thấy có gạch đầu đó là màu đỏ ha, không có gạch đầu màu xanh. Đấy. Vậy thì cái ở câu B thì mình biểu diễn biến cố B theo như thế này. Câu C là mình sẽ gọi C là biến cố lấy được ít nhất một bi đỏ. Không? Nhưng một bi đỏ có nghĩa là x1 ngang xảy ra, hoặc là x2 ngang xảy ra, hoặc x3 ngang xảy ra. Không? Vậy thì cái biến cố C của mình là x1 ngang hợp với x2 ngang hợp với x3. Thì trên đây là thầy hướng dẫn ba cái bài tập ở chương 1 về cái cách biểu diễn các biến cố này theo các biến cố kia ha.